Rồi xin chào các bạn, video này mình giới thiệu các bạn cái dòng sản phẩm Wi-Fi công nghiệp sử dụng ngoài trời nha. Thì dòng này là Wi-Fi 4, trước mình giới thiệu anh em là đã là Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 đúng không? Thì Wi-Fi 4 vẫn được cung cấp nha, nhưng mà đến thời điểm này thì anh em có thể là nâng cấp lên những dòng Wi-Fi mới hơn. Tuy nhiên thì những cái dòng này hãng vẫn sản xuất, còn lại cái thời điểm có thể là lên 2025, 2026 thì nâng cấp bằng những cái dòng sản phẩm mà mình đã chia sẻ trước đây là Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Rồi thì khi mà anh em nhận cái dòng sản phẩm này thì mình sẽ có hai cái anten nó đi kèm sản phẩm nha. Thì dòng này sẽ được chống nước 100% luôn, thì khi anh em xịt nước vào nó không có vấn đề gì hết á. Tại sao nó chống được nước thì mình chia sẻ là cái jack của nó là bằng cái jack, những cái jack M này nè. Thì anh em có thể thấy là khi mà mình kết nối là mình sẽ vặn ốc lại, mình vặn cái ren lại thì nó sẽ kín nước, nó sẽ không có tạo điều kiện nước xâm nhập vào, kể cả cổng nguồn, cổng mạng hoặc là cổng DIDO. Rồi mình có những cái phụ kiện đi theo, thì đầu tiên mình sẽ có một cái jack nguồn này ha. Cái jack nguồn này mình sẽ kết nối vào trong cái điện điện áp vào trong này, 12 cho tới 48V DC trong này nha các anh em. Rồi thứ hai nữa là mình sẽ có những cái jack phụ trợ để mình kết nối với cổng mạng ở đây. Thì khi mình kết nối cổng mạng thì mình sẽ bấm cái dây mạng vào trong cổng này và mình siết lại, thì lúc này mình có dù đặt ngoài trời thì nước nó cũng không xâm nhập vào. Thứ ba là hãng sẽ cho mình một cái bát, bát này là để mình gắn lắp ở trong tường, lắp ở bên này ha. Cái bát này là giống như chữ L vậy đó, mình lắp ở trên tường, gắn trực tiếp ở trên ngay chỗ wall tường để giúp cho cái việc lắp đặt mình không có phải chế thêm những cái bát khác nữa. Rồi còn lại thì hầu như là mình thấy là nó chỉ là sổ hướng dẫn sử dụng ngắn gọn thôi. Cái việc cài đặt con này thì thông qua trình duyệt cũng đơn giản như các dòng wifi dân dụng thôi nha các bạn. Chủ yếu là mình tập trung vào cái tính công nghiệp của nó, sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao, kháng nước và đặc biệt là có tiêu chuẩn chống nhiễu. Thì đó là cái lưu ý của mình, thì mình sẽ quay lại cho anh em coi ha. Đó, cái này là cái mặt sau của thiết bị. Rồi, cái này là mặt trước của thiết bị. Cái này là một cái jack mà bình thường là anh em kết nối thì mình mở ra, không kết nối thì mình vặn lại cho nó chắc nha. Mình sẽ có một cổng LAN, một cổng DO, một cổng nguồn, một cổng RS232 console là để cài đặt, một nút reset. Về cái thiết bị này anh em chú ý là có thể sử dụng được PoE ngay tại cổng LAN luôn, mình không cần cấp cổng nguồn ở này ha. Thì những cái switch nào mà có PoE mình đẩy thẳng trực tiếp này, vừa lấy dữ liệu vừa cấp nguồn. Đó là cái chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Xin chào các bạn.